ca hội chẩn tiếp theo. Bệnh nhi 10 tuổi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Xin mời Bệnh viện Đa khoa tỉnh ạ. Chính hòn tên bệnh nhân Bùi Hoàng V, nữ 10 tuổi, địa chỉ Việt Tiến Thạch Hà, ngày vào viện là ngày 1 tháng 12, ngày làm bệnh án là ngày 9 tháng 12 ạ. Chuyên môn thì lý do vào viện là sốt nôn đau đầu bệnh sử. Cách ngày vào viện 2 ngày thì xuất hiện đau đầu, đau liên tục lan tỏa, nhìn ánh sáng đau tăng, không nôn, không có chất, sốt kèm sốt từng cơn 38 đến 39 độ C. Ngày vào viện trẻ sốt cao 39 đến 39,5 độ C, đau đầu nhiều kèm nôn ra dịch và thức ăn. Sau nôn trẻ đỡ đau đầu, mệt mỏi nhiều, ở nhà chưa điều trị gì nên vào viện. Tiên sử bản thân thì không có gì đặc biệt ạ. Lúc vào viện bệnh nhân tỉnh, nhiệt độ 37,5 độ C, SpO2 97%, huyết áp 100/60, da niêm mạc không nổi bán, không nổi loét trên da, đau đầu liên tục, đau lan tỏa. Sau đau đầu, sau nôn đỡ đau đầu, nôn ra thức ăn, nôn không liên quan đến bán, nói nhảm khi sốt cao, chờ ánh sáng chứng tỉnh, cứng cổ không trừ, vách măng nào âm tính, cách nick âm tính, đông từ hai bên khoảng 20 mét, phản xạ ánh sáng chứng tỉnh, không yếu liệt, không trương lực cơ bình thường, hô hấp tuần hoàn thì bình thường ạ. Chẩn đoán khi vào viện theo dõi viêm nào măng nào ạ. Chỉ trị được vào viện là dính gơ gluco 5%, truyền tĩnh mạch, kháng sinh xét ra số 100 mg/kg/ngày, để xả mê dôn 0,6 mg/kg/ngày, paracetamol 15 mg/kg/1 lần uống ạ. Bệnh nhân có được trong cho dịch nào tùy chụp cắt lớp vi tính xoắn nào ạ. Diễn biến lâm sàng thì đến ngày 6 vào viện một ngày tè vậy, vẫn còn tỉnh mệt, con sốt cao 38 đến 39,5 độ C, đau đầu nhiều lan tỏa, nôn ra dịch 3 lần, sợ ánh sáng chứng tỉnh, cứng cổ công trư, vách măng nào công trư ạ. Yếu, không yếu liệt, phổi thông khí hai bên đều, nhịp tim 95 lần/phút, tim đều bùng mềm. Kết quả dịch nào tùy thì tế có 30 tế bao trên 1 mm khối, nếu trố 70%, lympho 30%, gluco là 3,2, protein là 0,3, cái dịch nào tùy âm tính, nhôm sói dịch nào tùy âm tính thì vẫn tiếp tục điều trị theo phác đồ trên ạ. Đến ngay từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 thì trẻ con sốt, hội chứng măng nào dương tính, hội chứng nào cấp âm tính, không có dấu thần kinh khu trú. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 thì trẻ hết sốt, không đau đâu, các cơ quan khác trong giới hạn bình thường ạ. Từ ngày mùng 8 đến ngày 9 thì trẻ lại đau đầu từng cơn, không thải dương hai bên. Được chỉ định chụp em trai son nào khám tại mũi họng thì đến tối ngày mùng 9 đến ngày 10 thì trẻ tỉnh mệt, sốt 38 đến 38,5 độ C, đau đầu, không trán thải dương, nôn ra dịch và thức ăn 1 lần, huyết áp 160, hội chứng măng nào âm tính, hội chứng nào cấp âm tính, hội chứng nhiễm trùng âm tính, được làm các xét nghiệm máu, công thức máu CTP lưu huyết não điện não độ. Thì từ ngày mùng 10 tháng 12 thì trẻ được chuyển viện nhi trung ương điều trị tiếp ạ. Tại viện nhi trung ương thì trẻ tỉnh, không sốt, không đau đầu, không nôn. Xét nghiệm dịch nào tùy tại viện nhi trung ương là 40 tế bào, lympho phố là 50%, một nô là 48%, nếu trố là 2%, protein là 0,42, gluco là 2,88. Phản ứng phản đi âm tính, làm PCR, EV, GV, HSV âm tính. Công thức máu thì có bài câu 4,14 là nêu trố 50%, CRP thì 8. Các kết quả cần lâm sàng thì các em đã đẩy lên như các thầy xem cho bạn em có cái điện não đô nữa. Chẩn đoán là theo dõi viêm măng não do virus ạ. Bệnh nhân đã điều trị kháng sinh xếp cho azon liều 100 mg/kg/ngày nhân 9 ngày, để xả azon 0,6 mg/kg/ngày nhân 3 ngày hạ sốt. Đề nghị hội chẩn các chuyên khoa truyền nhiễm nội thần kinh chẩn hình ảnh. Câu hỏi là hướng điều trị tiếp cận chẩn đoán, điều trị ban đầu đã hợp lý chưa, có thể cần phải làm thêm cần lâm sàng để chẩn đoán và hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân. Em xin cảm ơn các bạn. Vâng, xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Xin mời ý kiến của thầy Cương chẩn đoán hình ảnh.
Kính thưa thầy Thành, kính thưa các bác sĩ ở các điểm cầu. Đối với cả cái bệnh nhân nhi này thì có phim chụp CT và cộng từ thì không có gì bất thường, và em cũng cùng quan điểm với cả các bác sĩ ở bệnh viện Hà Tĩnh. Đối với cả cái chẩn đoán là viêm màng não thì giá trị của CT hoặc là cộng hưởng từ, đúng hơn là cộng hưởng từ thì thường để phát hiện ra những cái biến chứng hoặc là những cái nguyên nhân của những cái biến chứng áp xe não, xe màng não thứ thôi, chứ còn để chẩn đoán xác định cái viêm màng não thì sẽ không dựa vào chẩn đoán hình ảnh được. Ngoài ra thì trên phim chụp chúng ta sẽ loại trừ được những cái tổn thương mạch máu bất thường bẩm sinh về các cái chất trắng chất xám hoặc là các cái dị dạng mạch máu hoặc là viêm áp xe các thứ trong não, thì những cái phim chụp CT và cộng từ thì không có bất thường gì ạ. Em xin hết ạ. Vâng, tức là chúng ta cũng không phải là để chẩn đoán cái viêm màng não mà chúng ta để loại trừ những Những cái có gây thể ra những cái triệu bệnh chứng. lý khác đúng Vâng. không? Nó gây ra những cái hoặc cũng có thể đó là nguyên nhân, đúng không? Ý kiến của giáo sư Hướng ạ. Chắc là có lẽ ý kiến kính thưa các vị đồng nghiệp, kính thưa thầy Thân cũng như tất cả các vị đồng nghiệp. Cái ca lâm sàng này chắc là có lẽ một tí xin ý kiến của cô Thủy về trưởng bộ nhi và cô Ngân bên truyền nhiễm là chặt chẽ hơn trong vấn đề điều trị. Còn về diễn biến lâm sàng thế này chuyên về lĩnh vực thần kinh, tôi nghĩ đến hội chứng não cấp thôi. Đây là chắc là một viêm màng não đơn thuần thôi, vì rối loạn ý thức không có, cơn động kinh không có, rồi triệu chứng thần kinh cu trú không có, là cộng hưởng từ não hoàn toàn bình thường. Điều đó chứng tỏ rằng là chưa có bằng chứng tổn thương ở não. Là khi đã chưa có bằng chứng tổn thương nào, khi trên tuy nhiên trên cái điện não đồ này có một số sốc chậm nó khu trú, nhưng mà trong tuổi 10 tuổi như thế này cái sóng này không đặc hiệu là có tổn thương hay không tổn thương. Vì cái này cái, nếu như không có lâm sàng và không có cái hình ảnh cộng hưởng từ, không có tổn thương thì sóng và lâm sàng không có cơn động kinh thì cái sóng điện não này thôi đối với trẻ em 10 tuổi thì không có giá trị lắm trong chẩn đoán lắm. Còn dịch não tụy thì phân ly rất là nhẹ nhàng, thì tế bào thì 40 bạch cầu, không biết đợt trước làm bao nhiêu, đợt sau làm 40 bạch cầu, chủ yếu lympho, protein lại không tăng, thì cái này có khả năng cao là một viêm màng não virus nhiều hơn thôi. Tôi đang nghĩ trên phương diện bác sĩ thần kinh tôi nghĩ như thế. Còn cụ thể bước tiếp theo làm xét nghiệm gì và ra sao thì chắc là nhờ cô Thủy và cô Ngân ý kiến tôi thì thôi. Một lần nữa cảm ơn các thầy cô. Vâng, cảm ơn giáo sư. Xin mời ý kiến của giáo sư Thúy ạ. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy, các cô, các anh chị ở đầu cầu. Lúc nãy tôi có đi đường cùng cả thầy Hướng và cô Ngân, và tôi cũng hỏi một câu là tại sao trường hợp này hội chẩn? Bởi vì với cái triệu chứng lâm sàng ban đầu thì nó cũng tương đối điển hình, tức là một cái về các dấu hiệu màng não này, bệnh nhân sốt cao này, rồi là các cái dấu hiệu phản ứng màng não, bệnh nhân không có rối loạn ý thức, cũng không có liệt cư trú để mình nói là cái tổn thương tại thực thể tại não trên lâm sàng. Thế thì tôi đặt câu hỏi là tại sao, thứ nhất là tại sao bạn lại hội chẩn, và thứ hai nữa là tại sao bệnh nhân này lại chuyển bệnh nhi? Bởi vì mình thì có phải chăng là vì mình đã điều trị một vài ngày đã đỡ rồi, đến ngày mùng 7 đã đỡ rồi, và đến ngày mùng 8 lại sốt trở lại. Mà cho vẽ là câu hỏi đấy thì có thể là một là gia đình không 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 cảm thấy yên tâm, hoặc là cũng là một sức ép gì đấy mà chuyển đến viện nhi. Và các bạn cũng đã có thông số của viện nhi rồi. Đấy, câu chuyện nó là đây thì rất là rõ ràng như thế. Thì cái tổn thương đặc hiệu ở bệnh nhân này là cái gì? Là bệnh nhân này có sốt này, đột ngột ở trẻ 10 tuổi, đây phải trẻ bé, nếu những trường trẻ bé dưới 2 3 tuổi, 4 tuổi thì viêm màng não mủ rất là rõ. Nhưng đứa trẻ này là trẻ lớn 10 tuổi, nó gần như người lớn rồi. Người ta chụp CT là gì? Người ta muốn loại trừ những nguyên nhân mà u não, bởi vì bệnh nhân đau đầu đột ngột, có những cao huyết áp đó thì bệnh nhân không thấy những cái chỗ tổn thương nhồi não, cho nên ta đã loại trừ được cái đấy từ đầu rồi. Đấy là lý do tại sao mà tôi cũng giải thích một phần, chắc là người ta ý đồ như thế. Nhưng mà rõ ràng là nếu như nói về não virus thì đáng ra nó phải giảm dần thì lại đột ngột, nó ngày 4 5 ngày rồi điều trị thì tự dưng nó lại sốt lên và làm cho bệnh nhân cũng lo lắng, bệnh viện cũng không tự tin và chuyển đến viện nhi trung ương. Và cái câu hỏi của tôi là tại sao khi mình thấy bệnh nhân xấu lên, tức là thì mình không chọc lại, vì nguyên tắc chỉ đã tùy, nếu mà bình thường không sao, nhưng mà đã đến 4 5 ngày sau rồi, mình điều trị đúng theo phác đồ rồi thì tương đối ổn rồi, mà bệnh nhân lại có biểu hiện xấu lên thì mẹ sốt trở lại này, đấy là một dấu hiệu xấu này, rồi có dấu hiệu đau đầu trở lại này, thì thứ nhất là mình không chọc sự đã tủy lại. Và bạn thấy không, rõ ràng viện nhi ra nó chọc lại ngay, mà ta chọc lại nó không thể thay đổi cả, tế bào 30 40 vẫn protein vẫn thế, thành phần vẫn thế, và lanh phôi nó không thể thay đổi cả. Thế là thứ nhất là mình không tự tin lắm. Thứ hai nữa là có lẽ nhược điểm trong đấy là họ không làm được nguyên nhân gây bệnh, họ chỉ có cấy một cái đơn thuần thôi, họ không làm được PCR vì người ta tìm được nguyên nhân ấy,
thì mình rất dễ tự tin lên chẩn đoán. Bởi vì thường là nguyên nhân virus mới đến hàng đầu của trẻ em, đó là một là virus đường ruột ecovirus hoặc là herpes simplex, và trường hợp này người ta đã làm trên máy không có. Cho nên là lúc đầu các bạn xử lý điều trị như một cái nhiễm khuẩn, tức là dùng kháng sinh ceftriaxone là nhóm mà nhắm vào màng não, dùng dexamethasone chống viêm và chống cái phù não, hoàn toàn phù hợp. Còn ở trên viện nhi có thể họ sẽ phối hợp ngay từ đầu là nhóm aciclovir để mà chống cái viêm não do FS. Sau đó thì khi có kết quả cho trở về thì ta chỉnh liều thuốc. Nhưng tôi thấy hoàn toàn là chắc là các bạn điều trị đều ổn, chứ không có vấn đề gì đặc biệt trường hợp này cả. Vâng, như vậy là cô thì hoàn toàn thống nhất với cái phác đồ chẩn đoán và điều trị của bệnh viện tỉnh đúng không ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn cô Thúy. Xin mời ý kiến của cô Ngân ạ. À, vâng, kính thưa thầy Thành, thưa các thầy cô cùng thưa toàn thể các anh chị. À, em cũng có đọc cái bệnh án này của các bạn và thấy là như thế này ạ. Thực ra các bạn hỏi thì là để rút kinh nghiệm cho cái việc điều trị lúc ban đầu thôi ạ. À, em nghĩ rằng là với một bệnh nhân diễn biến cấp tính 2 ngày, hai nữa bạch cầu máu không tăng, nó chỉ có một cái xét nghiệm là CRP tăng cao thôi. Cái khả năng thứ hai mà đặt ra ở đây đấy là viêm màng não do virus. Và cái thứ ba cũng phải đặt ra ở đây đấy là một cái phản ứng của màng não đối với cả ổ nhiễm trùng kế cận. Thì cái này thì các bạn cũng đã cho làm xét nghiệm rồi. À, và các bạn cũng đã cho khám tai mũi họng thì tai mũi họng hoàn toàn bình thường đúng không ạ? Chụp CT à, chụp MRI sọ não thì hoàn toàn bình thường. À, như vậy thì với ba cái khả năng này lúc ban đầu thì cái xử trí của chúng ta đưa ra lúc đấy với các bạn nghĩ nó là một cái viêm màng não mủ và các bạn dùng kháng sinh ceftriaxone với cả dexamethasone thì là hợp lý rồi ạ. Tức là cái xử trí lúc ban đầu của các bạn như vậy là đúng. Tuy nhiên thì bệnh nhân này vì dùng dexamethasone cho nên bệnh nhân hết sốt khá là nhanh, và vì dexamethasone nó làm mờ cái triệu chứng đi cho nên là sau đó bệnh nhân sốt trở lại. Và đúng như cô Thúy có nói thì là khi mà bệnh nhân sốt trở lại như vậy thì chúng ta sẽ phải chọc dịch não tủy. Tuy nhiên các bạn lại không chọc dịch não tủy. Và cái này thì nếu chúng ta nghĩ đến viêm màng não do virus thì cái căn nguyên cũng như cô Thúy nói, đấy là cái căn nguyên đấy là do virus đường ruột. Và virus đường ruột thì nó khá là nhiều. Vì vậy là chúng ta cũng không thể làm hết được tất cả những cái căn nguyên để có thể làm ra, để chẩn đoán được cái căn nguyên rõ của bệnh nhân này. Thế như vậy với bệnh nhân này thì xử trí lúc ban đầu của các bạn theo như câu hỏi của bạn thì là hợp lý. Cái thứ hai nữa là làm gì thì chúng ta phải chọc lại dịch não tủy. Và làm xét nghiệm thì ở trên viện nhi đã làm cho các bạn rồi. Và chọc lại thì dịch não tủy nó cũng biến đổi như kiểu một cái viêm màng não do virus. Và các cái xét nghiệm ban đầu một số những cái virus thì cũng đã âm tính rồi. Như vậy thì chúng ta cũng bằng lòng với cái chẩn đoán đấy là viêm màng não do virus nhiều hơn là cái viêm màng não mủ lúc ban đầu ạ. Và nếu như mà bệnh nhân này còn sốt và dịch não tủy như vậy thì các bạn cũng có thể tìm thêm một cái hướng khác. Đấy là những cái trường hợp mà viêm màng não nước trong nằm trong bệnh cảnh toàn thân mà của truyền nhiễm. Và có thể những trường hợp này các bạn có thể điều trị thử như rickettsia ạ. Tức là nếu mà ấy thì đối với trẻ 10 tuổi này các bạn có thể cho dùng Zithromax thêm vào để xem là cái diễn biến của bệnh nhân như thế nào. Thì cái này thì các bạn có thể theo dõi thêm ở trên viện nhi để đánh giá bệnh nhân ạ. Vâng, tôi xin có thêm mấy cái ý kiến đó thế ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Vâng, cảm ơn cô Ngân. Bệnh viện Hà Tĩnh có cái kết nối của phòng khám đối với phòng khám nhi rồi cả kết nối với cả bệnh viện nhi trung ương nhá. Khám từ xa. Dạ không có khám từ xa, chỉ có kết nối trực tiếp, gọi điện trực tiếp thôi ạ. À, chúng ta chưa làm cái phòng khám từ xa. Dạ chưa. Vâng, đấy như vậy chúng ta nên triển khai sớm cái phòng khám từ xa để trong những trường hợp như này chúng ta có thể hội chẩn luôn được đúng không? Hội chẩn với trên chỗ cô Thúy hoặc là đó, trên bệnh viện Nhi Trung ương đấy đúng không? Thì chúng ta nhanh chóng chúng ta có được những cái hướng chẩn đoán xử trí sớm và đỡ phải giải thích cho người nhà người bệnh, người ta đỡ cái chuyện là phải di chuyển đó. Các bạn làm ngay từ ban đầu cũng khá là tốt rồi đó. Mời ý kiến từ bệnh viện thành phố tỉnh Hà Tĩnh ạ. Dạ em cảm ơn các thầy cô ạ. À, ở bệnh nhân này thì ở viện em thì trong trình nào tùy thì không làm được các căn nguyên virus thường gặp ạ. Với lại là khi làm bệnh án này thì bệnh nhân chưa chuyển viện và nhà em giải thích chọc cho trình nào tùy thì người nhà cũng đồng ý ạ. Là bệnh như là nhà em chuyển. Vâng, đấy chúng tôi hiểu cái vấn đề đấy, tức là đấy là một cái áp lực mà như cô Thúy nói đấy, người nhà người ta gây áp lực mình lại phải chuyển đi cho nó đấy. Thế nếu mà chúng ta qua cái hệ thống telehealth ngồi đây gặp lên đây thì cũng chỉ gặp cô Thúy thôi đúng không? Đấy thì cô Thúy qua cái hệ thống đấy có thể giải thích và trao đổi trực tiếp với cả người nhà người bệnh đúng không? Đấy, thì người ta yên tâm điều trị ở đấy thôi đúng không? Vì lên đây thực tế là cũng không làm hơn được gì cả, nhiều hơn được cái đó. Vâng, các đồng nghiệp ở thành phố Hà Tĩnh còn có câu hỏi gì khác không ạ?
Dạ không ạ, em xin cảm ơn các thầy cô. Vâng, xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và xin được chuyển sang